Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Sau khi đã đập cho Kim Ngạc Đấu La một trận xà bã thì Đường Hạo mới báo tên tuổi của mình. Nghe đến cái tên Đường Hạo, lão ta vô cùng ngạc nhiên. Năm đó, Đường Hạo từng lấy sức một mình cân ba phong hào Đấu La, đập cho Thiên Tầm tật sấp mặt. Kim Ngạc Đấu La làm sao mà không biết. Đường Hạo thản nhiên thốt lên một câu, người vẫn không được, sau đó thu Hạo Thiên Truy và bỏ đi. Trực tiếp dẫn theo đám người Hạo Thiên Tông và Đường Tam rút lui. Bà nãy đã được chứng kiến uy lực của Đường Hạo nên đám binh lính lẫn hồn sư đều không dám tiến lên, chỉ mặc kệ cho Hạo Thiên Tông dẫn người rời khỏi. Kim Ngạc Đấu La chậm rãi đứng dậy, trong lòng cũng không còn kiêu ngạo như trước nữa. Lão cho rằng bản thân mình có lẽ ra thật rồi, nội tâm đã bại bởi đối thủ. Trong khi đó, ở bên ngoài thành vẫn đang giằng co kịch liệt. Quang Linh Đấu La lao tới chiến đấu với Đường Khiếu, hai tên cung phụng thì bộc phát hồn kỹ thứ 9, định đánh nhanh thắng nhanh với Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Nhờ có sự phụ trợ đến từ chữ Phong Chí nên hai người hoàn toàn áp đảo được đối thủ. Quang Linh Đấu La ném ra vô số mũi tên, vậy nhưng đều bị Đường Khiếu hóa giải. Lão ta tiếp tục dương cung phóng thêm một mũi tên bằng khổng lồ. Đường Khiếu thấy vậy liền sử dụng chiêu thức Loạn Phi Phòng Truy Pháp đánh thẳng tan đòn công kích. Sau đó thuận thế lao thẳng tới tấn công Quang Linh Đấu La, buộc cho lão ta phải ngưng tụ một tầng băng ngăn cản. Tuy nhiên, uy lực của Hạo Thiên Truy lại quá mạnh, nó dễ dàng phá tan chướng ngại vật trước mắt rồi bổ xuống người Quang Linh. Đúng lúc sắp bị ăn hành thì hai tên cung phụng còn lại xuất hiện trợ giúp, bởi chúng tấn công Đường Khiếu liên tục. Ông lấy một địch hai vẫn không rơi xuống hạ phòng, sau một hồi giao thủ thì Quang Linh Đấu La cũng gia nhập trận chiến, vậy nhưng Đường Khiếu vẫn có thì cân ba. Ông bộc phát vũ hồn chân thần rồi cầm búa đập cho từng người sấp mặt, thì ra Đường Khiếu có thể đánh trên cơ ba cung phụng vũ hồn đế quốc là do ông ta đã vận dụng Hạo Thiên trận pháp. Đúng lúc này, Đường Hạo trực tiếp đánh thung tường thành mở ra một lối thoát. Đám hồn sư vũ hồn đế quốc thế phê hoảng sợ bỏ chạy. Nhìn Đường Tam vẫn an toàn, đám người xử lệ khắc thất quái cũng an tâm. Đường Tam trấn an Tiểu Vũ bằng cách nói không sao, việc trước tiên là đảm bảo mọi người rút lui an toàn. Mọi người nghe vậy liền nhanh chóng mang theo tất cả mọi người ra ngoài. Sau đó Đường Tam lớn tiếng tuyên bố cho toàn quân quay về quân doanh chỉnh đốn, ngày sau quay lại tái chiến. Như vậy là trận tổng tiến công lần thứ hai đã kết thúc, hai bên đều tổn thất nghiêm trọng. Dù là vậy thì phía Thiên Đấu Đế quốc vẫn vô cùng hào hứng. Có lẽ ấn tượng mà Đường Tam gây cho bọn họ vô cùng lớn, cho nên chỉ cần hắn còn ở đây thì đại quân Thiên Đấu ta sẽ giành thắng lợi. Trước khi quay về, đám người áo tư tạp không quên ra hiệu khiêu khích với cung phụng vũ hồn đế quốc. Dù rất không muốn, vậy nhưng Kim Ngạc Đấu La cũng chẳng biết làm gì hơn là để bọn họ rời đi. Bây giờ gia làng quan đã tàn nát, lão ra lệnh cho cấp dưới lập tức đi triệu tập tất cả tướng lĩnh chỉ huy từ chức tướng quân cho lên trong thành. Thiên sứ quân đoàn, thánh long quân đoàn không được nghỉ ngơi, lập tức lên thành bảo vệ, đề phòng Thiên Đấu Đế quốc phát động tấn công lần nữa. Cả đám nghe lệnh, liền lập tức hành động. Chuyện cảnh tới Thiên Nhận Tuyết, nàng ta bất chấp bài kho hoạch để cứu ra xa của mình. Thiên sứ thần muốn hỏi lại một lần nữa, thực sự là nàng muốn từ bỏ khảo nghiệm thứ 8 của thiên sứ sau. Sau thoáng chốc suy nghĩ, nàng ta cũng khẳng định điều đó là đúng, nàng dự định bỏ cuộc. Đột nhiên bóng hình thiên sứ hắc ám lại xuất hiện uy hiếp Thiên Nhận Tuyết, khiến nàng rơi xuống vực sâu. À ta dùng nhiều lời lẽ khiêu khích, nhồi vào trong đầu Thiên Nhận Tuyết những ý nghĩ xấu xa, muốn nàng ta tự tay giết chết gia gia của mình. Nhưng sao nàng có thể làm như vậy được? Thiên đạo lưu không còn cách nào khác là tự lấy thân mình đâm vào mũi kiếm. Chưa rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo thì tập phim đã chuyển cảnh. Trải qua trận chiến vừa rồi, đại quân Thiên Đấu cũng tổn thất thảm trọng. Vô số người có đi, vậy nhưng lại không có về. Kể cả khi về đến thì một số người cũng chẳng còn toàn thầy nữa, ai nấy đều mang vẻ mệt nhọc. Chứng kiến đồng đội ra đi, bạn bè bằng hữu hy sinh, nhiều gia đình mất đi con cái, Đường Tam lẫn binh lính đều vô cùng buồn bã. Đại sư thì trọng thương nằm hôn mê không biết khi nào mới tỉnh lại. Lần này đại quân thất bại, lỗi này phải kể tới Qua Lòng. Ông ta quỳ xuống nhận lỗi với Tuyết Băng vì không nghe theo mệnh lệnh rút lui của Ngọc Tiểu Cường, là muốn bệ hạ xử theo quân pháp. Tuyết Băng thở dài, hắn cũng cảm thấy hổ thẹn, cho rằng lỗi không ở nguyên soái, mệnh lệnh là do hắn hạ xuống, vì tham công nên hành động lỗ mãng. Khói lửa phủ khắp trời, thầy chất tanh đầy cỏ, máu đỏ nhuộm nước non. Đường Tam vừa buồn lại vừa phẫn nộ, sáu tên cung phụng vũ hồn đế quốc cùng dẫn đầu tình anh hồn sư khiến cho tình thế Thiên Đấu Đế quốc bị xoay chuyển. Nếu như không phải phụ thân cùng đại bá kịp thời đuổi tới, thì e rằng tình hình cuộc chiến sẽ càng nguy. Bây giờ muốn chiến thắng trận chiến thì hắn phải mạnh mẽ hơn, có lẽ chỉ còn cách là hoàn thành khảo nghiệm hải thần. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các bạn hãy đón xem nhé! Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!